Đây là đầu đường vào đình Nguyễn Công Trợ. Bữa nay đang đó rồi. Đây là chỗ hoa đăng đó, hoa đăng đó nè, hoa đăng này nè, hoa đăng nè, phải không? Đừng có bấm gì của ba nghe, vậy thôi nghe, đừng bấm cái nút, cái nút đó nó ra màu xanh đó, đó, đó chưa. Đây là đó kìa, hoa đăng kìa Miếu nha, đó ở đây người ta có câu cá nè, nè câu cá nè. Ơ đâu có được, đâu có được. Hả? Rồi bây giờ mình vô đình chơi nha. Hả? Hả? Vô đình mới vui nữa. Đi không? Đi nè. Đi ba chở vô đình vui lắm. Vô đó đó. Đây là đình Nguyễn Công Trợ. Đây là đình Nguyễn Công Trợ. Đây là cái bàn họ đang chuẩn bị nè. Đây đang chuẩn bị đây. Đây chuẩn bị trên đường nè. Để mà du khách có thể ăn nè, ngủ nghỉ và nghỉ ngơi. Và đãi thường là đãi tiệc ở đây nè Miu. Thường là đãi tiệc ở đây nha. Đâu ta mình coi nè. Đó, thường để tiền ở đây này nha. Rồi mình sẽ chạy ra phía sau nữa nè. Đó, nó đã ha, mình chạy hết nè. Đó. Thấy chưa? Đó. Hả? Đúng rồi, ở đây rồi là đây, đây đây đây. Đó. Thấy chưa? Đó. Đó. Rồi mình chạy tới đây nè, cái ở đây là người ta cắt cái này là người ta đãi ăn nè, đấy 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 đấy, người ta đãi đồ ăn chay cơ mà, chỗ này ăn chay ở đây nha, đó thấy không? Miu có thể mình có thể vô đây mình ngủ luôn đó, đó đó, đây nè, đây là cái chỗ đó, đây người ta chứa đồ ăn nè, đó chỗ này là để chứa đồ ăn nè, để người ta làm nè, đây nè đây nè đây nè, đồ ăn không nè, đó thấy không, đồ ăn không đó, đó đồ ăn không đó, đó đây là các bác thiện nguyện lại làm đấy, đó, đó quá trời luôn nè, thấy không? Đó ba 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 dừng
Thuyết Minh, đây là đường tự do. Đây thì chỗ này là để cho các du khách ở xa lại có thể ngủ nè, nè thấy không, à, thấy không đó, đó bắt dẫn cái bên này đó, rất là nhiều nhà nè, nè nè đó đó nè đó. Đây rất là nhiều dẫn, năm nay chuẩn bị dẫn rất là nhiều đó, cây cắt ngang là lấy dẫn để ngủ đó con nha. Đó thấy chưa, đó rồi mình đi ra phía trước đình nhé, nha thấy chưa, đó đó đây là ở phía trước đình này đang rất là hả. Đúng rồi. Đó. Đây là phía trước đình nè. Đó. À đúng rồi. Không, mình sẽ đi đường này. Còn ở bên kia là nè, đang là chỗ khu vui chơi đấy. Thấy không? Đó là cái chỗ này là chỗ để đó. Bên bên sông bên kia. Mình lên đây mình nhìn không? Hả? Đó. Đây là gọi là cờ. Ở bên đối diện xong là hội chợ thương mại. Đó là những cái hội chợ thương mại. Đó. Wow, đẹp không? Yeah.